Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với lại kênh Trường Lý. Hôm nay mình lại có một cơ hội là đi khám phá chợ bản, chợ vùng cao các bạn ạ. Chợ này thì được họp một tuần hai buổi, đó là thứ tư và thứ bảy hàng tuần các bạn ạ. Và hôm nay đi cùng tôi thì có em Sơn. Đấy, em này là dân bản địa nhá các bạn, thổ địa. Sẽ đưa tôi đi vào chợ chơi và khám phá cái chợ này xem có gì độc đáo không nhé. Xin mời quý vị các bạn cùng anh em chúng tôi vào khám phá những sản phẩm được bán ở đây. Anh em mình đi chơi đây nhỉ? Anh đang hàng quần áo. Anh em nghe nói ở chợ này có rất là nhiều mặt hàng đúng không? Vâng. Đây, ở đây thì có những cái mặt hàng gì độc đáo nhất nhỉ? Gian hàng đầu tiên là của bác thì bán là những cái mặt hàng như là cánh trang, cánh trao của người tận địa phương Ở đây mình thấy qua lời kể của em là đây có một cái gian hàng bán về các cái sản phẩm dụng cụ dân tộc các bạn ạ. Mình nhìn thấy có rất là nhiều cái chập chiêng nhỉ, gọi là cái trúng trệ đấy. Đấy, có cả dao mèo. Bây giờ mình vào đây xem bác bán những cái gì độc đáo nhé. Cái món gì đây em? Đây là cái vòng đeo tay, là làm bằng đồng, dành cho dân tộc thì có thể đeo. Cái này là trang phục cho trang sức cho dân tộc nào đấy bác? Dao tày à? Vâng. Bác có mấy cái chúng trệ này hay nhỉ? Nhà bác có gần đây không? Gần đây có rất nhiều. Có rất nhiều kích cỡ nha các bạn nhé. Cái to này thì thường thường là làm cái lễ gì bác? Đây là cúng hạn này. Cúng hạn. Cúng thượng thọ này. Thượng thọ. Rồi đám văn hóa văn nghệ. Đám làm cả đám ma. Còn những cái bé này thì cúng bé Cúng bé nha. Ở đây có rất là nhiều dao, dao này là dao tự đánh nha các bạn nhé. Đây này bằng các cái nốt búa đập như này. Dao này gọi là dao mèo đấy nhỉ. Ông đánh cho cháu nghe một đoạn xem nào. Rồi. Đấy, cháu thích nghe tiếng chiêng không? Sắp đôi luôn. Đấy, kêu to nhỉ. Rồi. Cái này bán đắt không hả ông? Cái này hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu cơ à? Hay là ô to nhỉ. Thế còn cái này là cái gì đây ông? Cái này là chuông tế. Chuông tế à? Ừ. Cái này có ông kêu lắm. Để cháu gõ mà. Để làm cúng đấy nhỉ. Ở đây mình sẽ học làm thầy cúng thì có khi hợp đấy, lại kiếm ăn được đấy nhỉ. Đấy. Cái này là đầu gà má lợn đấy, không phải giả đâu. Ami phô bộ. Đây đang có khách đến mua dao của bác này. Chắc là dao nhiều dao nhỉ. Trăm rưỡi. Dao này là dao đánh công nghiệp rồi. Rồi. Cái này là cái đồ trang sức của phụ nữ. Cái này là cái giã trầu này. Để vôi nhỉ. Cái này để vôi cái này để thuốc lào. Lào. Đây cái này để vôi đúng rồi. Cái này để vôi. Trước bà cháu hay ăn trầu cháu biết mà. Cái này là cái để trang trí này các bạn. Đấy, cá. Có cả vuốt hổ. Có rất nhiều đồ trang sức dân tộc.
đây cái đeo vòng cổ này, đeo một cổ này, cổ của người Tây ạ. Rồi đất Tây dân giao này, đây nó có cả cái vòng cổ này, đây là cái đồ đeo bên ngoài. Cảm ơn ông nhá. Cảm ơn giờ anh em mình sẽ đi vào trong đây khám phá xem khu ẩm thực xem nào. Wow, đây có con rồng to nhỉ, cái này chắc là chơi trung thu đúng không? Khu ẩm thực ở đây có nấu than cố không em? Không có. Ở đây thường thường nấu những món gì? Phở à? Hôm nay mình ăn sáng rồi nhỉ, thưởng thức món phở ở đây. Thì một vòng xem là phở phở chợ quê có những cái gì. Em chào chị nhá. À, hết rồi. Đấy, đi hơi muộn nên là hết rồi. Đấy, rồi bây giờ là 9 giờ rồi mà chợ đã sắp tan. Ở đây thường thường chợ mấy giờ tan hả chị? Một lúc rồi. Ờ thế nghỉ sớm nhỉ. Rồi món lòng. Ở đây không có món thắng cố à chị? Quay bát phở to vật vã nhỉ. Đây là to. Ôi, bọn em ăn ở thị trấn ở ngoài cái bát phở bé tí. Nhằng cái hết luôn. Bát phở to thật đấy. Đấy. Thịt. Đây là có phở lòng này, phở thịt này. Có cả loại. Thịt nhờ, có cả thịt cả lòng. Đầy đủ. Cả thịt cả lòng. Rau thơm đúng không? Rồi, em cảm ơn chị nhá. Rồi, chào bà nhá. Đây là bà ngoại mình. Đây là bà ngoại của em à? Đây là bà ngoại của em. Rồi, rồi. Đây là mẹ vợ đấy. Đó, chào bà nhá. Ở đây chủ yếu là món phở phở lòng với lại thịt thôi nhỉ? Lòng với thịt. Gần buổi trưa rồi cho nên là cũng sắp hết rồi này. Gần hết rồi. Đây chủ yếu ăn sáng thôi. Đây này nhé. Vâng. Các bạn mà có gì cũng ghé qua đấy. Được này, là của bà ngoại nhé. À, thế là nếu mà ai muốn ăn sáng ăn phở thì đến sớm đấy, không muộn muộn tí là không có được. Ở đây có mỗi khu này làm ẩm thực thôi đúng không? Cũng có giải rác một vài khu đây. Anh nghe nói ở chợ này ngày xưa là cái tên chợ cáo là mỗi người đi chợ là phải có một con cáo, phải có phải thế không nhỉ? Cái này em cũng phải hỏi bố của em. Ba ơi, cháu nghe nói là chợ này là tên là chợ cáo, ngày xưa là mỗi người đi chợ là phải có một cáo đi cùng à? Rất nhiều cáo. Thế bây giờ còn con cáo nào không hả ba? À, bây giờ không có cáo nữa rồi nhỉ. Đó là một cái câu chuyện vui thôi, nhưng mà mình biết là cái chợ cáo nó là một cái tên của từ thời dân Pháp, người ta đặt cho từ rất lâu rồi các bạn ạ. Đấy gì mà cái gì cũng 10.000 đấy, muốn chọn bao nhiêu? Wow, đây đa số là các cái gian hàng về đồ dùng gia dụng, bạt đĩa, gì cái gì cũng có các bạn ạ. Và đây có một cái gian hàng bán cá. Nghe nói cá Đồng Yên rất là rẻ đúng không? Thử hỏi xem cá chép ở đây bao tiền nhỉ? Cũng 10.000 ạ. Wow, đây kéo này 10.000 này, dao 10.000 này, đấy cống tâm này. Ui, cá chép to hết nhỉ? Em ơi, chép to này bao tiền một cân đấy? 70 à? Để anh trên mình cá này ở đâu thì điện đấy. Cá ao à? Đa số là cá chép thôi các bạn ạ. Ở đây. Ở Bắc Quang mình đây mà. Nhiều cá nhỉ, toàn cá chép to. Rồi thì loại cá. Ui. Cá chim này. Tất cả đây không có cá ba sa nhỉ. Đây là có chạch bùn. Cá này chiên rất là ngon. Chạch 120. Ui, cá chép này sao để nó chết hết này anh? Yeah, to nhỉ. Đây, cá này chê to. Ui, nhỉ. Chê đây bán bao tiền cân này? 35 à? Rẻ nhỉ. Nó còn sống không? Chê nó không chết đâu mà. Nó không chết được đâu. Con này mấy cân nhỉ? 35.000 cân cá chê. 35.000.
35.000 một cân cá trê này đó nhá. Rất là to. Thì chơi một vòng đã. Vâng. Và đây là toàn cảnh khu bán cá nha các bạn nhá. Đấy, một dãy toàn cá là cá thôi. Rất là nhiều cá. Nhưng ở đây đa số là cá chim, cá chép, cá rô phi và cá trê. Ủa, tự nhiên ho thế nhỉ. Đây là dễ sâm mà. Sâm gì đây hả chị? Tam thất. Dễ tam thất liệu ấy nhỉ. Cái này đem về tần. À đây có tam thất khô. Tam khô, khô và nụ tam thất. Nụ tam thất này bán bao tiền cân này? 70.000 một lạng. À, tam nhỉ. Cái này 90.000 một lạng củ tam thất. Một cân là 900. Tương đối đắt đấy nhỉ. Cảm ơn nhá. Thớt. Ồ, đây có cái chõ này. Đấy. Lâu lắm không nhìn thấy ở đây. Ở đây đúng là cái gì có nhỉ? Cái này là cái cơi. Cái cơi ở bờ suối đấy nhỉ. Lâu lắm mới nhìn thấy cái cơi to này. Hơn là 270.000 đồng. 270k. Đây là để đồ xôi. Đây mới là đúng cách đồ của người Tày trên vùng cao nhé các bạn nhé. 15 cân gạo à? 5 cân thôi đúng không? Này là xôi nếp nó mới dẻo này. Đúng bản sắc đấy nhỉ. Đấy, lâu lắm mình không thấy rồi. Trước nhà mình có một cái nhưng mà bây giờ toàn đồ bằng cái nồi nhôm. Ở đây có thuốc bắc à. Thuốc này là dạ dày này. Cái gì đây? Xương khớp nữa cả. Vâng. Ta để trồng được này, viêm lết ăn và hành đã tràn. Vâng. Cái này là thuốc thận của em này. À. Đây, cái này người ta lấy hết còn cái này. Vâng. Sáu gói người ta lấy hết. Các bạn mà mua thì qua ủng hộ cho cô bán ở chợ Đá nhé. Một tuần hai buổi đấy. Sỏi thận các bạn ạ. Hai buổi cô vẫn bán đấy. Sỏi thận thật yếu đây. À. Vâng. Tức là cái này là một người khỏe hai người vui đấy nhỉ cô nhỉ. À. Vâng. À, nhà cô ở gần đây không? Ở Đông Thành à? À vâng vâng. Ở Đông Thành Bắc Quang. Vâng vâng. Rồi. Đây là thuộc Bắc. Ui, bây giờ cái bên này là các cái hàng thịt các bạn ạ. Đấy, thịt trâu, thịt bò, cái gì cũng có. Đấy, cái này bên Tây Bắc ăn sống này. Mổ ra ăn sống luôn này. Sách kia là cái gì? Sách, sách. Đây là ong. Thân mặt. Thân mặt cái này là ong, sách. Những cái này giờ đắt không hả anh? 200 một cân à? Thịt này bây giờ bao tiền cân này, thịt ngon đấy chị? 160 à? Ở trên mình thì cũng 160, 170, chỗ 180 rồi. Ở đây rất là đông lại. Có một dãy bán đồ dùng công cụ lao động. Cuốc xẻng, củ đậu bay. Đấy, chào người đẹp nhá, người đẹp bán củ đậu bay đây. Sợ lắm, sợ tí bị ném củ đậu bay vào đầu ấy. Tôi dọc theo đường này có những cái gì nhỉ? Có dân bán là tất cả các và ra khu bên kia là có ở bên ngoài này như là toàn rau củ quả của người dân. Cái khu nào bán động vật sống thế nhỉ? Bên này à? Thì đi xem có con lợn, con gà, con chó, dê gì không? Rất là chợ rất là đông các bạn ạ. Chợ này
là từ trước rồi. Ồ, xin chào nhé. Chợ này là từ xưa rồi, mình nghe nói là rất là đông. Và hôm nay mình đến đây thì cũng thấy thực sự đúng như người ta đồn, chợ Đồng Yên thì đông nhất trong các chợ, trong các cái chợ mà họp vào hàng tuần đấy các bạn ạ. Trước đây mình cũng có đi chợ Quang Bình, chợ Xuân Giang rồi, nhưng mà không thể đông được như thế này các bạn ạ. Đây đa số là các mặt hàng nông sản của bà con. Cái này là hoa kè đấy nhỉ. Đây là nhà mình trồng được cây. Cái này trèo lên hái hay là nhặt? Nó rụng xuống thì nhặt à? Cái hoa này ăn nó ngâm ngâm, đắng ngâm ngâm, ngon đấy. Vâng, cháu đi chơi một tí đã. Đây là vỏ khoai nhé. Khoai ở đây nhiều khoai. Bởi vì ở đâu có người tày là ở đó có nhiều người ăn dầu các bạn ạ. Đấy. Mình đi chợ vùng cao cũng hay gặp cái vỏ khoai này bán rất là nhiều, nhưng mà vâng, đây, bà đấy, đây người già là hay ăn dầu đấy. Vâng, đấy bà ăn dầu được lâu chưa? Lâu rồi. Từ năm bao nhiêu tuổi? Không biết mà hết có được con trẻ là không dám ăn. À, con trẻ không dám ăn á? Trẻ sao lại không dám ăn hả bà? Không tìm được vỏ á. Không tìm được dạ vỏ á? Không có vỏ bán thế này đâu. Vâng. Bây giờ mới có bán như thế này. Vâng. Phải đi vào đồi đi mà tìm. Thế ăn dầu thì bà thấy nó có cảm giác như nào? Giữ được cái răng. Giữ răng à? Mà ăn là nó bên ngay. Vâng. Thế như thanh niên bọn cháu ăn dầu liệu có ai yêu không? Bởi vì đặc điểm dầu ăn dầu là răng đen đấy các bạn ạ. Trong những năm trước đây là phải nhuộm răng đấy các bạn ạ. Đó, cảm ơn bà nhé. Đấy, ăn dầu. Ồ, thế chị này bán dầu mà không ăn dầu à? Chị phải làm một túi dầu để cho bọn em ăn thử ấy chứ. Hả? Vâng. Đây là măng khô. Cái này măng nứa. Cái này là măng bắt độ à? Cái này đẹp nhỉ? Cái này thì bao nhiêu này? Cái măng 250 một cân. Cái này 230, rẻ hơn 20.000 một cân. Ôi, đây có quýt đỏ thế. Một quýt. Người đẹp mua quýt. Ui, táo to nhỉ. Củ cà rốt. Củ cà rốt này là nhà mình trồng được à? Okay. Của nhà. Ngô nếp này các bạn ạ. Ô, đã bán hàng Tết rồi. Ôi, lợn Tết. Lợn Tết. Có cả hoa, bánh trái. Ồ, đây là bánh gì đây hả chị? Bánh rậm, bánh gai, bánh tẻ. Chỗ bán lợn gà là ở ngoài này à? Đi ra xem lợn gà tí xem nào. Ở đây cái gì có đây này. Ồ, đây ốc này. Ốc hến. Đấy, chai. Ốc hến chai chai. Đây là một loại ốc. Ốc này là ốc vỏ xoắn nha các bạn nhé. Cái kia gần bao nhiêu đấy? 18 đi. Kia ốc suối à? Không phải. Ốc hồ nhỉ. Đây là ốc giấy. Cái loại này à, loại này không phải loại to đâu. Loại này nó chỉ bé bằng này thôi. Trứng gà ta. Thực sự là ở đây mình thấy có rất là nhiều thuốc nam. Cái này
Cây này là cây cây máu chó. Cây thuốc chí à? Lòi rom. À. Thế ở đây cô bán thuốc này là cho những cái bệnh gì đấy? Cái này á. Cô bán cây hay là bán theo thang? Bán cây thôi, ai lấy thuốc thang thì đặt à? Thì đặt à? Đặt nhà cô cũng nhặt thuốc luôn cho à? Thế nhà cô thì thường thường nhặt những loại thuốc gì là cao tay nhất? Cao tay nhất á? Ừ. Họ lấy thuốc gì lấy thôi. À. Thuốc gan á hay là thuốc gan? Thuốc đi ngoài này vùng bất yếu. Thuốc đi ngoài. Ừ. Uống là khỏi. Không khỏi thì có bảo hành không? Có chứ. À. Đấy. Ai phải lấy qua bệnh dài 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 cái này. Thế nhà cô là lấy được những bao nhiêu loại thuốc? Năm sáu bảy thứ là gan này, loại đặc trị đấy. Vâng. Nhỉ? Gan này, gan này, dạ dày này, dạ dày. Ung thư có chữa có nhặt được không? Khó. Vâng. Có người có người nào khỏi không? Ung thư đã chữa cho đã nhặt cho ai bao giờ chưa? Khó. À. Vâng. Ồ đây có cái củ củ gì đấy? Cái này đại tràng đấy. Đại tràng à? Cái này bên trong nó đặt vàng đúng không? Bên trong nó đỏ. Đỏ à? À uống chát lắm không cô? Chát đấy, cái này chát đấy. Nó giống như củ nâu ấy nhỉ? Vâng. Củ nâu. Đây, rất là chẳng qua là cái củ này nó bé. Dài, nó bé. Củ nâu thì nó tròn các bạn ạ. Củ nâu nó tròn. Đấy. Cái củ này mình nhìn quen hình như là luộc ăn được phải không? Cái này ăn được không à cô? Cái này là tiếng Tây gọi là măn kép ấy nhỉ? Không phải măn kép. Không phải măn kép à? Măn kép này khác. Đúng không? Vâng. À. Măn kép này khác. Rồi rồi, cái này là thuốc đúng không? Cái này là thuốc. Rồi, cháu cảm ơn cô nhá. Vâng. Đây có một cái đặc trưng nhất ở Bắc Quang mình đây là lá đắng nha các bạn nhá. Đấy. Chợ nào cũng có, đặc biệt là ở chợ Xuân Giang và chợ Quang Bình có rất nhiều cái loại lá đắng này nha các bạn nha. Lá đắng này nó ăn nó khác hoàn toàn các loại lá đắng mà các bạn trồng ở nhà nhá. Đấy, cái này không thể trồng ở nhà được, chỉ có nhà ai có khe nước thì mới trồng được thôi. Và theo mình được biết là chỉ có mỗi cái xã Nà Khương ở huyện Quang Bình mới có cái loại cây này, mới trồng được cái loại cây này. Với lại ở bên Sapa thì cũng có một cái huyện, mình cũng không nhớ là huyện nào, nhưng mà thấy ở bên đó cũng có một chỗ trồng được cái loại cây này. Cái này là tai chua nhỉ cô nhỉ? Tai chua này thì trồng được, ở đâu cũng có. Rồi, rồi, rồi cháu nhận, cảm ơn cô nhé. Rồi. Anh em mình ra bóng chỗ ngoài nhé. Rồi bây giờ lại đi. Ồ đây lại có một gian thuốc bắc nữa các bạn ạ. Rất là đặc trưng. Đây là thuốc người dao đỏ. À, cháu chào bà nhá. Vâng. Bán trắng thôi, phải dao đỏ thôi. À, bán trắng à? Không phải. Cái này là thuốc lá tắm phải không? Bà. À, đau bụng. Cái này dạ dày này. À. Thế nhà bà không nhặt thuốc tắm à? Tắm cho bà đẻ. À cái đấy là phải dùng tươi phải không bà? Khô cũng được nhưng mà phải nhắn chứ. À. Vô tắm cho. Vâng vâng. Để vô trước là uống phòng chống hải sản này, phòng chống vàng da con này. Vâng. Tức là vừa kết hợp giữa uống và tắm. Vâng. À. Thế một liều nhặt cho bà đẻ sau sinh thì 400 à? Là đủ hết luôn đấy. 400 à. Vâng. Rồi rồi, đây là địa chỉ của nhà bà đây à? Không không có địa chỉ à? Đây bản 7 xã Khánh Hòa, Lục Yên, Yên Bái. À ở bên Lục Yên cơ nhỉ. Lục Yên, Yên Bái à đây. Đấy nhá, các bạn nếu mà muốn lấy thuốc cho bà đẻ thì liên hệ với số điện thoại này nhá, hoặc các thuốc bắc thì các bạn ấy liên hệ với số điện thoại này. Đây. 0397352847. Rồi. Thì bà Ngoan thôn 7 Khánh Hòa Lục Yên, Yên Bái luôn. Rồi rồi, đây cho xem rõ về cái
số điện thoại ấy. À. Tuần 2 buổi. À. Đấy. Thế thế nhà bà là bán những loại thuốc gì? Nhập những loại thuốc gì? Cả viêm họng hạt này. Đau bụng này. À, ghi trong sổ. À, rất là nhiều. Rồi rồi rồi. Vâng, nếu mà anh em mà bị làm sao thì cần thuốc nam thì có thể là gọi điện trực tiếp cho bà để bà tư vấn nhá. Và tôi nói là có 250 bệnh nhân đấy nhỉ. À. Rồi rồi. Vâng, cháu cảm ơn bà nhá. Vâng, ở đây có rất nhiều chỗ bán thuốc nam các bạn ạ. Đây này. Đây cũng có này. Đây, có các loại cây thuốc nam, mình thì không nắm rõ được các cái cách pha chế của nó. Đây chắc chỉ bán về các cái cây thôi, nhà không bán theo thang, thang thì phải đặt nhỉ. Các loại thuốc, cái này là cái lá khôi này các bạn ạ. Đây chính là lá khôi nhá. Mình biết nhưng mà lá khôi thì có tác dụng tắm cho bà đẻ rất là tốt, có nhiều công dụng. Sâm cau. Rồi. Giờ mình ra chỗ khu động vật. Gia súc, gia cầm. À, có chứ, thấy cái gì hay mình mới mua chứ. Vâng. Ơi, nhà xa lắm không có chỗ để nấu. Đi ăn quán rồi. À đây. Đây có rất là nhiều ngan vịt, chó, mèo các thứ nhỉ. Ồ đây. Đây là vịt gì đây à? Ngan à? Ngan lai à? Ngan ta. 45.000 một con này. To nhỏ giống nhau hết à? Cái này cùng lứa hết à chị? Cùng đàn hết. À. Cái này cả qua trong này nhìn nó thế. Vâng. Con chó này 3.000 một con. Ồ, đây có hai con chó vàng. Đây là chó vàng của lão Hạc đây. Vịt này 3.000 cân được. 70. Giống chó Shiba. Chó vàng của lão Hạc. Một con chó này là 300 à? Hai con 300. Hai con 300. Ô rẻ nhỉ. Rẻ thôi. 150 một con à? Hết cả hai con thì bán gần đây thôi. Vâng. Bán gần hết rồi còn mỗi con này. Đây là vịt làng này các bạn ạ. Đây là vịt làng, vịt thả suối nhá. Cảm ơn. Đây là con gà vịt. Khu này nhiều gà vịt. Ngoài toàn gà đây. Trời dưới đất toàn là gà đây, khu vực này. Gà này như theo biết nhìn nó đều như này, chắc là gà nuôi theo trang trại rồi. Gà này bao tiền một con này chứ? 90. 90. À, gà 90. Gà trang trại các bạn nhá. Chó này. Ô xem chó bên này à. Nhiều thế nhỉ? Bao tiền một con này? 250 một con. À. Thế bên kia lại có bán 302 con là như nào? Mấy người mới hàng. À. Vâng. Tức là người ta biết chọn chó, người ta xem chó đấy nhỉ. Người ta có khi người ta Con này là bao nhiêu? 200 à? Rồi rồi. Không, đi xem thôi. Vâng, đi coi. Đi xem thôi. À. Có rất là nhiều gà vịt ở khu bên này các bạn ạ. Nhưng mình chưa nhìn thấy con lợn, con hay là con dê nào. À, có lẽ là lợn, dê thì bây giờ người ta có nhiều thương lái người ta mua trước ở đón ở đầu làng rồi các bạn ạ. Wow, có cô gái bán gà xinh nhất chợ rồi. Chào em nhá. Đấy, người đẹp, người đẹp bán gà. Đấy. Em bán gà, anh mua gà cho em anh ơi. Mua gà thì là gà này là gà Thiến nhà mình nuôi được à? Vâng. Rồi. À. Bà bán lồng gà à, bà? À, cái này à, bà tự đan hết à? Cái này bằng cây nứa ấy nhỉ? Ừ, bằng cây nứa rồi. Vâng. Bao tiền một cái lồng như này hả à, bà? Ôi,
10.000 á? Ừ. Ô, bạn đan rẻ quá nhỉ. Rẻ mà, đan này khó phết đấy, không cẩn thận đứt tay đấy. Nhờ ba nhờ. Cái này phải bán 30.000. Ngàn lai. Ngàn to nhỉ. Đây được 5 cân một con không hả chị? 4 cân này. Vịt ngàn rất là. Còn gà với vịt ngàn thôi các bạn ạ. Chưa thấy con ngỗng nào. Trước đây mình thấy hay có ngỗng ở dưới này, nhưng mà hôm nay không thấy có ngỗng. Ồ, đây có con chó. Chó chào ông nhá. Ông bán chó à? Bán tiền một con này hả ông? Con 250. 250 một con. À. Thấy chó họ bảo, thấy họ bảo là chó mà cho vào lồng gà sợ sau này nó ăn gà có phải không hả ông? À, tức là phải nhốt gà trước thì mình cho chó vào là nó thích mùi gà đúng không? Đây là toàn cho vào lồng gà thôi. Vâng, cháu cảm ơn ông nhá. Ồ, đây có gà đông tảo này. Đây mấy con gà đông tảo các bạn ạ. Gà này gà lai thôi. Này không biết là ép gì đây rồi. Cái này là ép mấy rồi chị? FN rồi. À. FN rồi. Còn đây là toàn ui. Chợ này mình thấy có rất là nhiều chó con các bạn ạ. Toàn chó con đây. Nhiều thật đấy. Này chắc là các bác đi vào từng nhà mua thì phải gom mang ra đây bán. Đâu cũng thấy có chó nhỉ. Đây, có cô gái bán chó. Em bán chó à? Đó. À, nhiều nhỉ. Quay một tí. Đẹp nhỉ. Ở đây bán nhiều chó con nhỉ. Không bán dê, bán lợn à anh? Ở chợ này dê lợn bây giờ họ vào dân hết rồi nhỉ? Đắt thì không ra chợ. Vâng. À. Đấy. Hoặc là bây giờ là do lợn bị cấm vận chuyển sang các nơi khác ấy, thế nên là bây giờ lợn ở chợ này không có mấy. Đa số là gà, vịt, ngan, không có ngỗng các bạn ạ. Trước đây mình thấy có ngỗng nhưng mà bây giờ không thấy có ngỗng. Đó. Mình đi gần như là sắp hết chợ rồi các bạn ạ. Đây là khu chuyên bán gà, vịt, các đồ gia súc, gia cầm cho đến các động vật. Mà mình đi một vòng chưa thấy có một con cáo nào. Nhưng mà đây gọi là chợ cáo nhưng mà đi không thấy có cáo. Em ơi, ở đây chỗ nào bán cáo nhỉ? Bán cáo ạ? Ừ. Dạ, em có bán. Em bán à? Cáo nhưng mà cáo nó hơi to anh ạ. Cáo to. Cáo gì à em? Dạ? Cáo gì à em? Cáo, anh muốn mua loại cáo gì? Thấy bảo ở đây chợ cáo, anh nghĩ là ở đây phải bán cáo, bán nhiều. Anh nghĩ là ở đây bán nhiều cáo chứ? Vâng. Ừ. Cáo bởi vì rất là nhiều, như cáo hai chân có, cáo bốn chân có. À, có cả cáo hai chân cả. Vâng. Đấy, chợ cáo. Đa số là cáo có hai chân anh ạ. Cáo ít lắm. Rồi rồi. Đây 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 có mấy con cầy cáo đây này. Đấy. Đấy nha các bạn nhá. Đây là chợ cầy thôi chứ không có chợ không có cáo nha các bạn nhá. Chợ cầy thôi, chợ gà thôi. Con cáo đầu đen thôi. Còn cáo thì chỉ là tên thôi. Bây giờ là hết cáo rồi. Cáo tiệt chủng rồi. Rồi, anh cảm ơn. Hôm nay không hát à? Thế là ngày trước thấy hay hát lắm mà. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 32 rồi. 32 mà nhìn trẻ thế. Hả? Tưởng là 10 tuổi chứ. Thế nhà có gần đây không em? Ở bên Lào Cai à? Thế là mình bán cái gì đây? Chìa khóa này. Bông tăm à. À, 32 tuổi thật á? 59 à?
Anh mừng tuổi ít tiền lẻ nhá. Chúc mừng năm mới nhá. Rồi. Cảm ơn em nhá. Đấy các bạn ạ, nhiều khi là có những mảnh đời người ta thiệt thòi, nhưng mà đổi được cái là người ta rất yêu đời, cũng như là lạc quan, người ta vẫn làm những cái nghề mà theo khả năng của người ta, đó là đi bán hàng lắm nhé. Như là mình chưa đi đường bên này, bây giờ mình sẽ đi đường bên này xem. Ôi giời, nhiều gạo ngon nhờ cô nhờ. Đi xem thôi. Nếp cẩm à? Ồ, đây có cả cẩm bên này à? Nếp cái nhờ. Sắp Tết rồi, bán nếp cái đắt hàng lắm nhờ. Bán được. Bán được rồi. Ở đây gạo nào là đắt nhất hả chị? Bắp thơm là đắt nhất. Đắt nhất là bao nhiêu tiền một cân? 15.000. Thế á? Bình thường gạo này ngon rẻ 13. Thế à? Ở đây gạo rẻ nhỉ? Cháu ở đâu? Em ở trên vùng cao, gạo ngon là 200 đấy. 200 mà đất thì ngon đâu, cần gạo. Vâng, toàn gạo để nguội cứng đơ. Ui giời, cái này để nguội hôm sau vẫn rẻ. Vâng. Rồi. Thôi, không có sức để tha về. Rồi, em cảm ơn nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi một vòng. Đây là có các hạt giống rau này các bạn ạ. Hạt giống rau và thảo dược, thảo quả, hoa hồi vân vân. Cái này là giống rau. Đây là khu ẩm thực bánh trái này các bạn ạ. Đấy, bánh trôi, bánh chay, các thể loại xúc xích. Mắc khén thơm lắm. Mắc khén à? Mắc khén thơm lắm. Đây, thử đi. Anh thử xem, thơm lắm. Mắc khén nhà trồng được à? Ở trên rừng á? Em đi lấy về à? Nhà em ở gần đây không? Có. Gần đây. Vĩ Thượng à? Mắc khén nào ơi, nó có rừng đấy mà. Rồi. Chè. Có. Chè vùng quê đây. Chè này bao tiền một cân này? Chè 150 một cân. Chè này là chè Hùng An hay chè Su Vỉ à? Đậu phụ, sư phụ, thịt lợn. Bên kia thấy có rất nhiều trải lưới các bạn ạ. Ở trong này thì các gian hàng ở đây thì đa số là bán cái đồ quần áo, giày dép các bạn ạ. Chiếu. Ở đây là của các thương lái, người ta đi chợ tuần đấy các bạn ạ. Vừa rồi mình đã đi hết một vòng chợ Cáo Đồng Yên rồi các bạn ạ. Thực ra cái chợ này rất là đông và cũng rất là rộng. Mình đi khá là mỏi chân mới hết được cái chợ các bạn ạ. Đúng theo cái tên đồn, chợ Cáo có từ rất lâu và ở đây thì có rất nhiều các mặt hàng bán nha các bạn nhé. Và đi chợ này thì mình thấy có một cái đặc trưng, đó là bán rất nhiều thuốc bắc các bạn. Có rất nhiều thuốc bắc, mình không biết là nó có hiệu nghiệm không, nhưng mà mình thấy bán rất là nhiều. Và có rất là nhiều gà vịt nữa. Nói chung là có các loại mặt hàng luôn các bạn ạ. Có những cái mặt hàng gì các bạn yêu thích thì cứ xem hết video của tôi thì sẽ biết được ở đây bán những cái gì nha các bạn nhé. Rồi, có lẽ là tôi cũng xin phép kết thúc video ở đây thôi. Các bạn thấy video của tôi hay thì hãy like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.